Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của Nhận Honda Hồng Đức. Trong cái buổi video ngày hôm nay thì Nhận sẽ cập nhật giá các bạn về dòng xe hot nhất trong thị trường, đó là dòng xe Future đó các bạn. Thì như các bạn đã biết á, là dòng xe Future trong tháng 12 này nó cái độ hot nó rất là nhiều, rất là cao, cho nên á thì ngày hôm nay là Nhận sẽ cập nhật giá ngay cho các bạn và chương trình khuyến mãi để các bạn là dễ dàng cập nhật giá cả và chương trình khuyến mãi tại hết Honda Hồng Đức 10 mình các bạn. Thì trong clip ngày hôm nay thì Nhận sẽ giúp cho các bạn là phân biệt đâu là phiên bản 2021, đâu là phiên bản 2022, tất cả phiên bản của dòng xe Future luôn và tất cả phiên bản màu tại hết Hồng Đức 10 mình luôn các bạn. Thì số điện thoại của Nhận là 0964234878 và số điện thoại là của là cá nhân luôn, cho nên là Nhận có thể là các bạn có thể là gọi cho Nhận hoặc là kết bạn Zalo để có Nhận là dễ dàng tư vấn chăm sóc các bạn ha. Trong cái buổi ngày hôm nay là Nhận sẽ báo giá, chương trình khuyến mãi và cũng như là trả góp cho các bạn ha. Đầu tiên là Nhận sẽ báo giá về cái phiên bản thường, là phiên bản có bánh căm và thắng đĩa các bạn. Đối với dòng Future đó là nó không có thắng đùm nha các bạn, chỉ có hai phiên bản thôi, bánh căm, thắng đĩa và bánh mâm thôi. Rồi ở trên màn hình các bạn đang xem là nó có hai màu sắc mới, hai màu sắc của phiên bản 2021 cho các bạn. 2021, 2022 thì nó cũng giống nhau ha. Thì đối với phiên bản này á, thì đối với 2021 á, thì nó dạng như là nó đen hết trơn, nhưng mà ở đây á là cái dè nó là màu đen luôn các bạn. Nó cái bản này là màu xanh, cho nên là bản này là bản 2021, nó có hai màu, màu đen và màu đỏ ở bên đây. Thì giá hiện tại bên cửa hàng bên mình là 34.990.000 các bạn. Rồi kế tiếp là phiên bản thứ hai là phiên bản cao cấp đó các bạn, phiên bản cao cấp là nó phiên bản nó bánh mâm. Thì nó có những màu, ví dụ như là màu đỏ nè. Đỏ này là đỏ 2021 cho các bạn. Thì các bạn dễ dàng nhận biết đó, đối với bản 2021 á là cái yếm nó, cái yên nó màu nâu và yếm nó màu nâu luôn các bạn. Còn bản 2022 thì nó dạng như là cái yên đen các bạn, yên đen là yên giống như thế này nè ha. Yên đen thì bản là 2022. Rồi nó có những màu ví dụ như là màu đỏ nè. Rồi màu xanh, Nhận sẽ tìm một chiếc màu xanh cho các bạn xem ha. Đây, phiên bản màu xanh ha. Đó. Rồi đen nhám thì màu đen nhám của phiên bản 2021 á là một phiên bản yên màu nâu nha. Còn phiên bản của 2022 là phiên bản yên đen. Rồi giá của sản phẩm này bên cửa hàng bên mình là 35.990.000 nha các bạn. Thì giá này đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm phí giấy tờ ha. Rồi kế tiếp là phiên bản đặc thù của 2022 là màu xanh nhám và màu đen nhám đó các bạn. Và mình quay cho các bạn luôn ha. Phiên bản này là phiên bản màu xanh nhám, phiên bản 2022, phiên bản đặc biệt đó các bạn. Màu này là bên hiện tại là bên cửa hàng bên mình bán rất là chạy luôn. Lý do là cái màu sắc nó phối màu, bản này rất là đẹp luôn các bạn ơi. Màu sắc nó đẹp và nó kết hợp với cái yên nè, nó phối với nhau rất là hài hòa luôn. Và màu đặc biệt kế tiếp nó là màu đen nhám đó các bạn. Đây, đen nhám 2022 là nó yên đen luôn nè các bạn. Đó, đối với các bạn nào mình thích màu đen mà đen nguyên con luôn, có thể là chọn phiên bản màu đen này các bạn. Thì giá của hai phiên mà có phiên bản đặc biệt này á, giá hiện tại là 36.990.000 các bạn. Rồi kế tiếp là Nhận sẽ báo thêm một cái phiên bản nữa của 2021 là phiên bản màu bạc huyền thoại đó các bạn. Đây, phiên bản này hiện tại là Honda Việt Nam đã bỏ màu 2021. Tuy nhiên á, thì Nhận nhận thấy rằng cái là một tiếc nuối của Honda ha. Phiên bản màu bạc này bên cửa hàng bên mình bán rất là chạy luôn, khách hàng hầu như là tới cửa hàng là chọn màu bạc đó các bạn. Đây, Nhận sẽ quay lại cho các bạn để xem nó, để vài tháng nữa thì không còn xe để mình xem nha các bạn. Đây, bên cửa hàng bên mình hiện tại còn có một xe, hai xe thôi. Ví dụ mình có thích màu bạc này, có thể là đến ngay cửa hàng Hồng Đức 10 mình để ôm em nó về các bạn. Thì phiên bản này thì Nhận chắc rằng tầm khoảng cả tháng, 2 tháng nữa thì giá nó sẽ lên rất là nhiều nha các bạn. Thì đối với phiên bản này, giá cửa hàng bên mình là 38.790.000 nha các bạn. Đó, giá của bên mình. Thì kế tiếp là Nhận đã báo giá xong rồi, kế tiếp là chương trình khuyến mãi này các bạn. Khi các bạn mua xe Future trong thời điểm hiện tại, các bạn sẽ được nhận gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng. Đầu tiên là một bộ lịch gỗ cao cấp treo tường nha các bạn. Bộ lịch gỗ cao cấp treo tường, mình treo ở nhà nó rất là đẹp. Kế tiếp là một nón bảo hiểm và một cái áo gió, 2 lít rưỡi xăng, thẻ cứu hộ công ty Hồng Đức. Đồng thời mình có mua phụ kiện, ví dụ như là phụ kiện trang trí nè, rồi phủ nano, quá ống xăng, chống hết bình, chống trộm, thì các bạn sẽ được giảm là 50%, 30% thì các bạn sẽ được giảm 30% nha. Đấy. Rồi kế tiếp là Nhận sẽ báo về chương trình khuyến mãi nè các bạn.
Thì bên mình đang có một cái chương trình là ví dụ như là mình trả không đồng, mình có thể lên hồ sơ luôn các bạn ha. Các bạn nào ví dụ mình thích cái chương trình trả góp này á, thì các bạn có thể là nhắn tin cho Nhận qua số Zalo Nhận có để trên màn hình, để sau này mình có lên hồ sơ online, khi nào hồ sơ đậu mình chỉ việc mình ra hết mình nhận xe thôi ha. Hoặc là mình có thể là mình nhận luôn cọc quẹt gốc, thì mình cần phải trả là 30% lên hồ sơ online luôn, 35% nha các bạn. Đó, thì đối với cái gói là lên hồ sơ online này á, nó rất là thuận tiện nha các bạn. Ví dụ như là mình muốn mua xe nhưng mình ngại về vấn đề về dịch bệnh nó khó khăn rồi đó, thì có thể là nhắn tin cho Nhận trước để có thể là lên hồ sơ online. Thì dạo này Nhận nhận thấy rằng á, là nhu cầu các bạn á, lên hồ sơ online rất là nhiều, cho nên ở đây cũng như giống như là cái phong trào mua xe mà lên hồ sơ online đó các bạn. Lên hồi nhắn tin cho Nhận trước thì Nhận có thể giúp các bạn là lên hồ sơ online luôn ha. Rồi thì Nhận sẽ kết thúc video ở đây. Thì các bạn thấy video của Nhận á, thì cập nhật giá thường xuyên và về chương trình khuyến mãi đầy đủ á, thì các bạn có thể là ủng hộ Nhận bằng cách là để lại một lượt đăng ký và cũng như là chia sẻ cho bạn bè mình biết để nắm giá của chương trình tại Hồng Đức ha. Rồi Nhận xin chào và cảm ơn các bạn ạ.